Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Em Sói với em Trích sáng nay là rủ nhau dậy cùng một lúc, dậy sớm. Anh Sói ăn sáng rồi và em ấy vừa vào đây để mẹ vuốt tóc cho em. Còn em Trích thì cũng ăn sáng rồi, nhưng mà em đang nằm em chơi và em ấy rất thích lẫy. Bụp một cái là bây giờ em lẫy được rồi. Để mẹ em vlog cho mọi người xem nhá. Hôm nay ba em ấy sẽ đi làm. Nào, Trích lấy mẹ xem nào. Lễ nào, cớ lên, Trích ơi, cớ lên, Trích ơi, cớ lên. Con lẫy đi, con lẫy mẹ xem nào. Nhanh, cố lên, cố lên. Chơi một tí đã, rồi là quay lại ngủ sau. Trời ơi, lười quá thôi, lười quá thôi. Come on, cố lên, Zoe cố lên, Zoe cố lên. Anh Sói ra cổ vũ em, Rafi say Zoe cố lên, Trích ơi cố lên. Nào, em lật nhanh lắm, em lẫy nhanh lắm rồi. Sáng mẹ ngó vào trong cũi của em là thấy em ấy nằm, em nằm ngủ sắp rồi. Cố lên, cố lên. Thì chắc là em phải lật từ lúc nào rồi. Nào, em lật đi. Come on, em lật mẹ xem nào. Nào, Trích ơi cố lên, Trích ơi cố lên. Không lật là mẹ cho về cũi đây nhá. Về cũi ngủ tiếp nhá. Để mẹ ra ngoài mẹ ăn sáng nào. Đồng ý không? Đồng ý không? Lật đi mẹ xem nào. Lật trời giỏi tay tay mẹ xem nào. Trích ơi cố lên, Trích ơi cố lên. Nhanh. Xong rồi ba mẹ con mình lại đi công viên nhá. Đi công viên chơi nào. Yeah, we will go park. Rafi, stop playing with mommy star, please. Come on. Come on. Come on. Come on, what is that? Come on, Zoe. Đợi, đợi em Trích lấy một cái đã con nhá. Nào con lấy đi. Cờ lên, Trích ơi, cờ lên. Trích ơi, cờ lên. Cờ lên, nào. Em lật mẹ xem nào. Nhanh, cần chương. Trông em giống anh Sói quá em ạ. Trông em giống kiểu anh Sói đeo nơ. Nhớ không? Yes, Rafi. I know. Thôi nhá, em Trích không lẫy thì thôi nhá. Mẹ kệ em đi nhá. Em không Trích thì thôi. Mẹ cho em về cũi. Yes, baby. Can mommy have a look? It's mommy khaki. Thank you very much. Where are you going? À, hôm nay em Sói mặc quần trong nhá mọi người nhá. Chứ em không mặc bỉm. Mẹ em sẽ để ý để đưa em đi vệ sinh. Từ hôm qua là em ngồi bồn vệ sinh để em đi ị rồi. Em lại bắt đầu tập bỏ bỉm chơi. Em nhờ. Where? But there are no car. Daddy take the car to work. Yeah, there are no car. Ba lấy xe đi làm rồi mà, con. Yeah, car gone. Đấy, cái thị Trích bụng bự, thị Trích siêu ngủ. Chỉ có thức được xíu xíu thế thôi là lại quay trở lại ngủ rồi. Rafi, Raphael. No baby. It's not funny. Rafi, em Sói vừa tè ra quần nên mẹ em phải thay quần mới cho em. Em quên, em mải chơi, em quên, em không nói mẹ là đi vệ sinh. Rafi, do not sit on that chair. You're bigger than that now. You know? Không, con ghế này bây giờ chỉ để cho em thôi. Rafi, do you listen to mommy? That's not funny at all. That's not funny. If you not get off it now, mommy might give you a bum smack. Get off. No. I'm count to three. One. Great. Two. Three. No. Đừng để mẹ đếm một lần nữa nhá. Mẹ đếm một lần nữa là mẹ đánh vào mông này luôn này. Nhá. Không phải giả vờ đâu.
Nghe chưa? Sáng nay mẹ em mở điện thoại ra thì thấy Facebook nhắc nhở là ảnh cách đây một năm. Cũng là thời điểm này nhà sói Trích về Việt Nam và em sói được hưởng cái không khí gọi là dậm dịch chuẩn bị đón Trung Thu này. Bánh nướng, bánh dẻo này, đi xem các anh chị tập múa lân này. Con nhà, ui, em sói thích lắm. Làm mẹ em lại nhớ Việt Nam quá. Trung ơi, nhanh qua một năm rồi đấy em ạ. Chí. Mẹ nên cất cái ghế này của em đi vì là con thích thú với cái ghế này quá. What is that? Is that all of your letters? Who's that? Brush. Oh, brush. Oh, cái bàn chải đấy bẩn rồi con. Cha. Can mommy have that brush, please? Can mommy have that toothbrush, please? One. Thank you very much. Mom. Yes. No, but it's not the electric one. That's the normal one. Your one is the electric one. Em sói kiểu quen bàn chải điện. Em nói mẹ ơi. Nhưng mà đây không phải là bàn chải điện con ạ. Đây là bàn chải bình thường. Bàn chải điện của con buổi sáng con dùng rồi nhá. Ngồi kiểu gì đấy? Ngồi bình thường vậy sao nào? Nào chân tay cứ quật tà lò vặt thế này nhở? Đấy. Yes. What is that baby? Ô, làm cái mặt kiểu gì đấy? Không. Mẹ cất cái ghế của em đi. Sói cứ đòi cái ghế này. Mẹ em phải cất ngay cái ghế đi. Không là anh sói cứ ngồi lên thì nó sẽ bị lệch cái khung ghế. Em sói nặng mà. Cái đấy nó chỉ là một cái khung cong cong. Em ấy ngồi lên thì kiểu nó bị xô, nó bị lệch theo trọng lượng của em ấy. Em ấy kiểu ngồi ở bên nào thì nó sẽ bị lệch theo bên đấy. Nó cũng đã hơi lệch lệch rồi. Sói với Kalia cứ chơi suốt về cái ghế đấy nên là nó cũng bị hơi lệch lệch rồi. Mình không muốn kiểu nó bị trẹo hẳn sang một bên vì là nó phải ở cân bằng thì cái rung của nó mới hiệu quả ấy, cái rung của nó mới êm cho trẻ con ấy. Yes baby, yes. Quay trở lại với việc Trung Thu, bánh Trung Thu, đồ Trung Thu thì mọi người đã dậm dịch chuẩn bị mua bánh Trung Thu chưa? Mẹ sói Trích có một cái địa chỉ đặt bánh Trung Thu cực kỳ ngon, cực kỳ độc và cực kỳ chất lượng. Uy tín chứ, cực kỳ uy tín. Và mình nhớ là mình có chia sẻ với các bạn một lần về cái bạn làm bánh này rồi. Bạn làm bánh này cũng có một kênh ở trên YouTube là kênh Nhi Trang Studio ấy, mọi người nhớ không? Thì năm nay Trung Thu bạn ấy thực hiện làm bánh Trung Thu. Và vì sao mình nói là nó cực kỳ uy tín và chất lượng? Vì tất cả những cái nguyên liệu mà bạn ấy sử dụng đều là được bạn ấy lựa chọn rất là kỹ. Là cái thứ nhất này, cái thứ hai là tức là chính bản thân bạn ấy lựa chọn luôn chứ không phải là kiểu gọi đồ người ta mang đến ấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn ấy thực hiện làm bánh là theo sở thích của bạn ấy, là bạn ấy rất là tâm huyết, là rất là yêu thích cái việc làm bánh. Cái thứ ba nữa là tất cả những cái sản phẩm mà bạn ấy làm ra ấy thì đều là để cho mục đích đầu tiên là để cho gia đình, người thân, anh em bạn bè thân thiết sử dụng. Thế nên là mình cực kỳ tin tưởng. Nếu như mình có đặt bánh ở chỗ Nhi Chan Studio này, tên bạn ấy ngoài đời là Xuân, nhưng mà tên biệt danh từ trước giờ mình hai chị em quen nhau ấy thì là hay gọi bạn ấy yêu yêu là Hip. Bạn ấy đáng yêu lắm. Mọi người có thời gian có thể vào trong YouTube và search Nhi Chan Studio ấy, Nhi Chan Studio, để xem nếu như mà bạn nào có niềm đam mê và quan tâm tới việc làm bánh thì có thể tham khảo. Còn đây để mình cho mọi người xem cái loạt bánh mà năm nay bạn ấy làm cho Trung Thu nhá. Cực kỳ đặc biệt luôn, mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy mẫu mã này ở bất cứ đâu cả. Đây rồi. Mình cũng giới thiệu cho bạn bè mình nhiều lắm ở Việt Nam đặt cái bánh này của Hip này. Đây cho mọi người nhìn. Đặc biệt chưa? Mọi người đã nhìn thấy bánh Trung Thu như thế này ở đâu chưa? Và toàn bộ bánh là bạn Hip này làm từng chiếc một đấy nhá. Chỉ một mình bạn ấy làm thôi chứ không phải là có ai phụ giúp hay là thuê người hay gì cả. Đấy. Bánh này được gọi là bánh Trung Thu sen ngàn lớp.
có các vị. Đây để mình xuống dưới này mình xem nào. Nhìn cái khay trứng muối mà bạn ấy làm hôm vừa rồi, bạn ấy up lên trang Facebook của bạn ấy trông ngon ơi là ngon ấy. Trứng muối này, tất cả đều là trứng muối đấy. Đây là có những nhân gì nhỉ? Mình nhớ là có một cái bạn ấy giới thiệu về nhân gì rồi mà. Hộp này cũng là tự thiết kế này, tự đi in này. Đấy. Đâu đây mình xem nào. Đây, các nhân này. Cái này là mè đen này. Cái này sầu riêng này. Cái này đậu xanh này. Cái này sen nhuyễn trà xanh này. Và tất cả đều là nhân trứng muối. Trông ngon nhờ. Mọi người thử đi, thử năm nay thay đổi. Ăn bánh trung thu với mẫu mã như thế này đi. Và quan trọng là còn đảm bảo nữa, chứ không sợ là kiểu nguồn không rõ ràng. Dù là các nguyên liệu từ các, kể cả những cái bánh của hãng lớn á, mình thấy những năm vừa rồi cũng gặp nhiều các cái khủng hoảng về là nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng lắm. Đấy, bạn nào mà muốn đặt thì có thể search cái này ở trên Facebook này, cái page này ở trên Facebook này, Nhi Chan Studio. Và cái tên này cũng là tên kênh YouTube của bạn ấy luôn. Xem giá cả nào. Bánh trung thu sen ngàn lớp 125g với 4 vị này. Mè đen 45, sầu riêng 50, đậu xanh 45, sen nhuyễn trà xanh 50. Giá hợp lý chứ đúng không? Giá rất là bình thường so với mức độ mà nếu mà như mọi người muốn tìm một cái sản phẩm chất lượng và kiểu an toàn ấy. Không trứng thì bỏ đi 5.000. À, có hộp 4 bánh, hộp 6 bánh này. Số điện thoại đi nhá. Bạn nào muốn đặt bánh thì đặt ăn thử đi. Phải mua bánh độc đáo như thế này chứ. Năm nay mà mua những cái bánh này mà đi tặng thì đúng là mình nghĩ là sẽ rất là đặc biệt. Nếu mà nhà sói trích ở Việt Nam thì chắc chắn nhà sói trích sẽ đặt bánh này để ăn. Nhìn mà thèm quá. Mọi người nhớ nhá. Mọi người muốn đặt bánh trung thu thì thử qua cái bánh này nhá. Và khi đặt bánh qua cái page này liên hệ với bạn Hiếp ý, thì các bạn có thể nói mật khẩu là viewer trên YouTube hay là người xem YouTube của chị Linh McCarthy, hoặc mật khẩu là bạn chị Nấm. Nấm là tên gọi của mình khi mà mình còn ở Việt Nam, thời còn đi học sinh viên ấy. Mọi người gọi thân thương là Nấm, bởi vì mẹ sói trích là người thấp nhất trong tất cả đám bạn chơi cùng, cũng như là những bạn bè quen biết. Mình rất là thấp so với các bạn ý thôi. Còn đối với những bạn khác thì có vẻ là cũng to lớn hơn một số bạn khác nữa ở trường, ở lớp hay là ở bên ngoài. Đấy. Bây giờ mẹ sẽ trích làm gì nhỉ? Để xem là năm nay nhà bà ngoại đặt bánh trung thu ở đâu nhỉ? Nhà bà ngoại hôm vừa rồi mình có FaceTime, nhưng mà nhà bà ngoại có bánh của ở đâu ấy, người ta tự làm ở quê hay ở đâu đấy, người ta cũng gửi lên. Nhưng mà ăn chắc là từ bây giờ đến trung thu thì chắc là ăn hết rồi, vì trung thu là phải đến bao lâu thì là trung thu nhở? Phải 2 tuần nữa, 3 tuần nữa mới đến trung thu mà, đúng không? Có khi là mình sẽ nhắn tin cho mẹ mình để đặt bánh của bạn Nhi Chan này, của bạn Hiếp này. Thèm quá. Ở bên này đi các cái siêu thị Trung Quốc thì họ cũng bán bánh trung thu. Như hôm vừa rồi mình đi thì có bánh pía đấy. Họ cũng dịp này họ cũng sản xuất bánh trung thu này, nhưng mà ăn nó không kiểu như cái vị ở nhà mình đâu. Ăn nó, nói chung là nó công nghiệp, đúng kiểu là công nghiệp và biến tấu thành cái vị của người sống ở bên này rồi. Nên là nó không còn bản gốc nữa. Bây giờ mẹ sói trích lại đi giặt quần áo đây. Áo sơ mi của ba sói trích thì hôm qua mình đã là rồi, là trước khi ba mẹ con đi đón ba sói trích rồi. Sau đấy sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa. Trưa nay hai mẹ con sẽ ăn cái gì nhỉ? Trưa nay có khi ăn cơm trứng rán với rau luộc. Sao đang làm gì đấy con? Wow. Plan. Wow, con ngồi tô màu à? That's very good. Very very good. Em thích lắm. Em thích thú mấy cái kiểu sách vở các thứ lắm. What color that plane? Raphael, what color that plane? Orange. Orange. Vàng cam.
Sói nói vàng cam. Con có muốn ăn cái gì chơi chơi không? Mẹ lấy cho. Would you like teddy toss? Apple and apple juice. Máy quay vlog của em sói. Đấy là cái máy ảnh cũ của ông nội. Của ông nội cho sói nghịch. Yeah. Sói cũng biết lồng cái tay vào trong cái dây giống như là mẹ cầm máy vlog ấy. Em nhìn thấy em cũng lồng cái tay vào đây xong em cũng cầm lên em cũng nói. Trước đây có một cái vlog mình vlog được, em ấy bắt chiếc mẹ rồi đấy. Hình như là vlog năm ngoái con nhỉ. Yeah. What else do you have there? Con còn có cái gì ở đấy nữa? Oh, what's that one? What's that one? Garbage truck. Say that. Garbage truck. That's my garbage truck. Chăm chú quá. Em chăm chú quá. Ba bảo là mẹ lập cho em một cái kênh YouTube đi để em ngồi chơi đồ chơi không thôi. Thế nhưng mà mẹ bảo là không, để cho em lớn đi. Hoặc là nếu ba thích thì ba làm. Chứ mẹ chỉ làm daily vlog thôi, mẹ chỉ làm vlog hàng ngày như thế này thôi, đã bận rộn lắm rồi. Em nhỏ. Can you find mommy the color blue please? A blue one please. Tìm cho mẹ màu xanh da trời. Oh, thank you. Can you color in the wheels? The wheels? Con tô cái, đúng rồi, cái bánh xe màu xanh cho mẹ đi. Tô màu gọi là color in. Đọc liền là coloring. Okay, can mommy have the blue? So we are going to color in the wheel with a blue color. With a blue. Yeah. How about this one? What is this? Mẹ cũng chẳng biết cái này gọi là cái gì nữa. Up and. Cái chain à? Up down. Okay. Up and down. And S. Okay. Nice. Very nice. Okay. Sói bắt đầu đến cái ngưỡng tuổi là tự kiểu như bịa chuyện ra để nói ấy. Tưởng tượng và bịa chuyện ấy. Okay. What else? Okay, I give you back this one. Thank you. No, mommy. Tối. Okay. Con nhặt lên. Con nhặt lên. Tối hôm qua nhà em đi ăn đồ Hàn Quốc. Cái quán Hàn Quốc đấy là cái quán Hàn Quốc quen thuộc, các cô các chú ở đấy thích em sói lắm. Cả cô chủ hàng nữa, mỗi một lần đến là cô cứ ra cô chào. Xong cô cứ annyeonghaseyo với em sói thì sói cứ hello. Sói cứ hello, hello. Vì là sói đến đây sói ngồi ngoan lắm. Sói ngồi nhặt cơm ăn. Lúc nào đến đây cũng có một cái bát cơm. Xong là ngồi ăn. Các cô mang thìa nhỏ ra cho em dùng. Lần nào em đến các cô cũng mang ra một cái thìa nhỏ nhỏ cho em dùng. Yeah, tidy up. Em đánh rơi bây giờ em tự nhặt lại. Good job. You're very good. Đúng rồi. Nhặt gọn gàng vào cho mẹ. Đi sang bên nhà bà nội chơi cũng thế. Em chơi đồ chơi xong là em cũng biết cất gọn đồ chơi em lấy ở đâu thì em cất vào đấy. Bà nội bà tốt, giỏi lắm. Thế nhưng mà ở nhà là em cũng vẫn bừa đấy. Em vẫn hơi bị bừa luôn. Đi ra ngoài thì em ý thức lắm. Mỗi một lần là làm cái gì mà mẹ nói mãi không được, mẹ bắt đầu đừng để mẹ đếm nhá. Don't let mommy count to 1 to 3. Đừng để mẹ đếm 1 đến 3 là em biết. Là em phải dừng lại. Okay, sit up. Be careful, okay? Well done, baby. You done a great job. Great job. Can you help mommy finish this? Oh no. Yeah. Mommy, yeah. Mommy, yeah. Mommy, help me with the idea. Okay, Thả. Thả. Vẫn muốn mẹ giúp à? Okay, done. No, no.
Okay, done. Finish. Okay, finished. Finished, yeah. Sticker crackers. All gone. All sticker gone. No more stickers. Oh, no. All gone. Hôm qua vì là mình dừng vlog sớm ấy, nên là không chia sẻ được với mọi người cái này. Đấy là trước khi đi ăn tối thì mình có tạt vào Topshop để xem đồ. Và mình nhìn thấy mấy cái áo phông trắng trơn với lại không có hình thù gì, áo trơn không thôi. Nên là mình đã nảy ra một ý định là mình sẽ mua về và thiết kế một cái gì đấy lên phía ngực áo, một cái gì đấy xinh xinh ở trên phía ngực áo, ví dụ như là vẽ lên hoặc thêu lên. Thì đây là hai cái áo hôm qua mình mua được này. Topshop ở bên này mẫu mã không được đẹp như là Topshop ở trên mạng hay là ở New Zealand đâu nhá. Đồ nó mình cảm thấy trông nó kiểu nhàm chán lắm ấy. Đây thì mình mua hai cái áo crop top ngắn ngắn này thôi. Mọi người biết là mẹ sở thích thích mặc kiểu tay áo VV gấu mà. Đấy. Yes, mommy crop top thì một cái màu ghi này và một cái màu trắng. Có khi nào đây là những cái mẫu áo kiểu áo phông dài tay, không phải dài tay mà dài xong rồi họ cắt đi không nhỉ? Họ cắt đi để trở thành crop top. Tại vì áo crop top thì cũng là áo kiểu dễ dàng kiểu tạo được cái dáng này mà. Chỉ cần dùng một cái áo phông dài tay, dáng dài cắt đi thì là thành thôi. Đấy. Thì mình mua hai cái trơn như thế này và mình sẽ thiết kế cái gì đấy nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Áo này là 19 đô 95. Yeah, that's all. That's the receipt. Đấy là có hóa đơn. Đấy là ví của mẹ. Yeah. Yeah. Yeah, that's the receipt. For mommy t-shirt. Yeah. Thank you, Ravi. Can you put it back in the bag for mommy, please? Thank you. In the bag, please. Oh, no, 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 in the bag, please, everything in the bag. Thank you very much. Không mở ví mẹ ra. In the bag. Con cầm túi đi mua sắm mẹ xem nào. Thôi rồi, em vỡ được ví của mẹ. Rất nhiều thứ trong đấy để khám phá. Coin for your piggy bank. Would you like some coin for your piggy bank? Yeah, where your piggy? Yeah, where your piggy bank? Coin. Tiền xu cho em đút lợn, ống lợn. Yeah. No, put it on. Em bỏ cái chữ ra để em cho tiền vào. Mẹ tưởng là em nhét tiền vào cái đít con lợn. Đúng rồi, đóng cái đấy lại. Cần mẹ giúp không? Rồi, xong thả tiền vào trong đấy. Ok, piggy bank. More coin for piggy bank. Thôi rồi, mẹ sẽ mất hết xu với sói rồi. Thôi rồi. More coin. Ok. Con có thể lấy tất cả xu trong đấy ra cũng được. Mommy have one more here. 20 cents. Here. Okay, put in piggy bank. Yeah. Em còn một ống rút tiền nữa. Hình cái chạm điện thoại. Oh no, that's mommy SIM card. That's not money. No, put it back in mommy. Tap. Thank you. Only coins, please. No, that's SIM card. It's fun. Yeah, it's SIM card. Thank you. Con chỉ lấy xu thôi. Con nói xu. Rafi, xu. Yes, another one. Sao mẹ có nhiều sim thế này nhỉ?
Hình như là hai cái sim ở Việt Nam, còn một cái sim ở New Zealand trước đây. Đúng rồi, chỉ lấy xu thôi nhá. All done. All done, all finished. More, okay. Two more. One. Từng cái một. Ai, từng cái một. Okay. Ngày trước ở Việt Nam, hồi bé, bác Hùng nuôi lợn, toàn bị mẹ sói trích lấy nhíp, lấy nhíp để rút tiền ra. hồi bé đấy, hồi bé của mẹ em đấy. Ta. Only coins. Hồi bé như thế là hư lắm đấy. Come on. Yeah. Nhanh hơn chưa? Một cái hộp đựng tiền nữa của em sói là để tiền đấy là để cho em đi nhóm chơi. Đi nhóm chơi ở đây thì là mỗi một em bé mà trên 2 tuổi trên 2 tuổi thì sẽ trên 1 tuổi chứ. Vì là các em từ sơ sinh đến 1 tuổi là không phải chi trả tiền khi mà đi nhóm chơi, nhưng mà không nói là chi trả thì không phải, chỉ là kiểu đóng góp thôi ý. Các em trên 1 tuổi và mẹ đi nhóm chơi thì là sẽ bỏ số tiền ở cái nhóm chơi này của sói là $2. $2 một buổi. Còn một cái nhóm chơi lớn lớn nữa mà đợt trước sói đi tô tranh ấy, vẽ tranh mà nhóm chơi đông đông ấy, thì cái nhóm đấy là miễn phí hoàn toàn. Tại vì cái nhóm đấy là một, của một cái tổ chức. Còn cái nhóm chơi thứ 6 bình thường hoặc thứ 2 bình thường ba mẹ con hay đi thì nhóm chơi đấy là của có mỗi một cô phụ trách đấy thôi, cô ấy thực hiện. Thế là mọi người đến thì mọi người để ví dụ một em bé thì là $2, hai em thì là $4 để đóng góp. Để nhóm chơi cô ấy trả tiền cho địa điểm ấy. Cái địa điểm đấy là của chính phủ hỗ trợ nhưng mà vẫn phải trả tiền. Cất hết vào cho mẹ đi. Yeah. Cất hết vào cho mẹ, please. Just put the dollars on. Dollar? You don't like dollars? You don't like that dollars? Can you put all of them back in mommy purse, please? Please, purse là ví của dành cho phụ nữ, wallet là ví dành cho nam giới, dành cho đàn ông. No, mommy's SIM card in there, please. Can mommy have that one? Thank you very much. No! Thôi mẹ em cất cái ví này đi đây. Đi ra quần áo nào.
hôm nay tập thể dục hơi bị nhiều. Em lẫy này, em nghịch này, em thức rất là lâu. À, mẹ em sẽ tắm sớm cho em ngày hôm nay. Bây giờ là 4 giờ chiều. Em dậy em chơi, mẹ em hỗ trợ cho em, à, mồi cho em mấy cái đồ chơi. Thế là em lẫy suốt. Em lẫy suốt. Mẹ em bây giờ tắm cho em nhá. Mẹ bảo là cho em Trích đi tắm thì anh sói cũng vào đây cởi quần áo ra đi tắm. Rafi, later. Con, con tắm sau. Em tắm trước đã. Mom. Yes. Đấy, từ sáng đến giờ em mới đi tè ướt quần đúng một lần. Còn đâu là cứ một tiếng rưỡi mình lại đưa em vào đây để cho em đi tè. Nó, It's alright. Không sao hết. Mẹ chỉ nói thế có nghĩa là con đợi. Ok? Can you wait? Mommy bath Zoe first and then your turn. Ok? My turn. My turn. Zoe first. Ok? Em trước vì em bé, con nhá. Xong rồi là con tự tắm. Em sáu bây giờ là tự Mom. Tắm. Dạ. Mom, I take work. Work. What off? What off? Two, three, nose. Oh, okay. And nose. And nose. Where's your eyes? And eyes. And ears? And eyes and mouth. So, Where is your nose? Where's your nose? Mũi con đâu? Where's your nose? Where's your belly button? Belly button. Belly button. Rún của em. Belly button. Chưa con đợi đã. Mẹ tắm cho em trước đã. Rồi đến lượt con nhá. Ok. Nào mẹ em phải nhanh nào. Tắm cho em Trích trước rồi là tắm cho em sói. Ok. Okidoki. Tắm cho hai anh em xong là mình sẽ chuẩn bị nấu đồ ăn tối. Và mình cũng sẽ dùng luôn vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của Nhà Sói Trích thì chia sẻ vlog của Nhà Sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của Nhà Sói Trích. Và Nhà Sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam các bạn nhé. Bye. Em sói đã cởi được áo ra. Can you say bye bye? Bye. See you tomorrow. Okay. Bye.